Cho coi sẽ hướng dẫn, sẽ cập nhật thông tin về một cái website là nhận cổ phiếu CR Lightside. Để nhận cổ phiếu này miễn phí thì mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nào chưa có tài khoản nha. Đầu tiên click phần link mô tả mình, nếu mình ra một cho nào thì các bạn click vào một cho nào. Lưu ý mỗi một tài khoản chỉ là được một người các bạn. Cái này có KYC nữa nha tất cả anh em. Rồi username các bạn điền tên, họ và tên của mình. Còn này mã ghép thì các bạn để y. Còn này support username thì các bạn đặt username mình tên gì cũng được hết. Rồi bắt địa chỉ mail, bắt địa chỉ mail. Rồi chữ city country này, tất cả anh chị chọn quốc gia Việt Nam giúp mình nha. Anh chị gọi điện bắt điện thoại, số điện thoại vào. Còn daddy apply này là ngày tháng năm sinh của tất cả các anh chị. Rồi bắt quạt, sẽ nhận bắt quạt. Anh chị nhấp vào chấp nhận hai cái điều khoản này anh chị. Rồi bấm sign up. Rồi sau khi bấm sign up xong thì tất cả các anh chị login nha. Nếu mà login không được thì anh chị vào mail hoặc thư spam confirm cái mail nha. Vì em đã có tài khoản rồi em login. Rồi. Rồi đó là những cho những anh chị nào chưa biết đăng ký nha. Còn những anh chị nào biết đăng ký rồi thì thôi. Giá hiện tại cổ phiếu của nó là đây. Anh chị cứ lấy copy cái link ghép này nè tất cả các bạn anh chị, để chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm cổ phiếu có cái hiệu là FX anh chị. Đây thì để em dịch thông tin kỹ ra cho tất cả anh chị mình xem để kiếm tiền thụ động một cách nhàn rỗi anh chị. Cổ phiếu này nó sẽ cho mình rút trong tháng 6 đến tháng 9 nè. Đây thì chỉ giá là $10 FX cho mỗi người bạn đăng ký, là mình đăng ký mình nhận được, mình giới thiệu được một người là mình được $10 nha tất cả anh chị. Và anh chị kiếm thêm $100 là giới thiệu cho 10 bạn đăng ký, là anh chị cố gắng kiếm chia sẻ trên sao mà cho được 10 người là tất cả các bạn anh chị sẽ nhận được $200. Nó tính ra quy tính ra là cổ phiếu FX nha tất cả các bạn và anh chị. Đây thì chúng tôi biết bạn sẽ nhận được 2000 khi đăng ký người dùng mới và họ tìm thấy. Đây thì anh chị copy cái đường link này nè. Rồi có tất cả các bạn và anh chị vào mấy những trang vào Zalo của em đó, em có để số điện thoại Zalo cho em có ghi một cái bài viết, anh chị copy cái bài viết của em mà dán cái đường link này nè. Cho người ta đọc, ta hiểu nghe tất cả anh chị. Rồi anh chị đăng lên Facebook, Zalo, đăng lên những cái nhóm group group đầu tư chứng khoán, những cái group mà kiếm tiền cộng đồng nữa. Rồi anh chị, là em đảm bảo với anh chị luôn là tiền ghép một cách hiệu quả luôn. Đây thì để em nhấp vào đây để xem cho chị biết nè. Đây thì cổ phiếu là nó phát là hiện tại giá cổ phiếu là 0.12 nha các anh chị. Đây thì hai dòng đầu nó 0.1 và 0.11 đã phát phân phối rồi nha các anh chị. Giờ nó sẽ cho thêm nữa nè. Hiện giờ nó tạo cho một cái cộng đồng của CSI này thật là mạnh nha các anh chị. Chị đăng ký Bri nên đăng ký cho mình một cái tài khoản. Mà em khuyên anh chị là mỗi một tài khoản đăng ký một, mỗi một người đăng ký một cái tài khoản, vì nó có KYC anh chị. Đây thì em hướng dẫn, nó có nói rõ cho mình luôn rồi. Anh chị nào chưa hiểu thì xem là mấy cái video trước mà em cũng đã nói đó. Đây để em dịch kia cho xem. Đây, thu nhập tiềm năng hiện tại của tôi là 11.675 USD. Đây là 10 tiền thưởng quảng cáo hàng năm. Đây là 10.000 USD này là mình chừng nữa nó ra một cái app cho mình KYC xong là mình xem quảng cáo cho nó nghe cho tất cả anh chị. Còn tiền thưởng cho lối sống hàng tháng. Hàng tháng là em có thể xem quảng cáo được là 1.000 mấy đô. Đây thì anh chị vào mà đọc thêm nha. Chiến dịch này là USD này.
đây cái này nó còn 11 ngày nữa, 22 giờ 10 phút lẻ mấy giây nữa là sự kiện phát tốc cần này, phát cổ phiếu này kết thúc nha tất cả anh chị. CSI là một công ty thành viên bởi các thành viên. Chúng tôi sẽ nhận miễn phí cổ phiếu tương lai, biết miễn phí lý do tại sao cổ phiếu tương lai là gì, cần xác minh từng người sẽ nhận được cổ phần nha tất cả anh chị, nên anh chị lưu ý. Và điều này sẽ được thực hiện khi chúng tôi cho tất cả cổ phiếu tương lai, sau đó bạn sẽ được đăng ký và chủ sở hữu hợp pháp cổ phiếu. Khi chúng tôi hoàn tất quá trình niêm yết trên công ty sàn giao dịch chứng khoán mới, sau đó bạn có thể bán cổ phần của mình hoặc thậm chí mua thêm trên một thị trường chứng khoán. CLSI sau đó là một công ty đại chúng và nó mở cửa cho tất cả mọi người thành viên không mua cổ phần trong CLSI. Các cổ phiếu sau đó là một tài sản. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 năm 2020, chiến dịch kết thúc điểm ngược của bạn đạt được 10 đô la bằng 100 đô la tiền thưởng EPIC, cộng thêm 1 nhân 10 đô la tiền thưởng, tổng số chị tiền thưởng gần 200 đô la. Là anh chị cứ chia sẻ được 10 người là được 200 đô la anh chị, còn 9 người anh em anh chị được có 90 đô. Đối với một lần đăng ký sẽ giúp bạn thành viên cấp 1 của mình thực hiện trước khi bộ điểm ngược zero, thành viên đó sẽ được tăng phần thưởng là F1. Cái này thì anh chị ghép 7 tầng. Đây thì anh chị vào đây mới ha nè. Nếu mọi thành viên trong tất cả 7 cấp của mạng cá nhân của mọi thực hiện này trong giai đoạn chiến dịch này, chúng tôi sẽ đạt được một cột mốc quan trọng, đạt 10 triệu thành viên trong mới đăng ký trên toàn thế giới trong vòng 3 tuần tới. Thứ nhà thứ tư. Ồ, đây thì tất cả bạn bè và người thân tối thiểu là 18 tuổi khi đăng ký, họ sẽ nhận được cổ phiếu 50 đô la, nhưng đồng thời từ tháng 10 họ sẽ bắt đầu kiếm tiền để nhận quảng cáo. Cái này là từ tháng 10 là có thể được nên tất cả anh chị, mình em cập nhật thông tin luôn đấy. Tháng 10 là đây thì em gửi cho tất cả các bạn anh chị xem tạp chí của nó nè. Dự kiến nó sẽ sớm hơn cỡ khoảng tháng, nếu mà đạt đúng người dùng anh chị. Ồ, mi quá, còn tháng 10 này tháng mấy vậy ta? Tháng 5 tháng. Anh chị cứ việc lấy link chia sẻ cho bạn bè và người thân càng nhiều càng tốt nha tất cả anh chị. Các bạn, đây thì tạp chí của nó nè. Phan, để em coi chút đi. Đây là quyển tạp chí của nó nè anh chị tải về mà xem nghe, dài 300 trang, thật là bắt mắt luôn, rất là tuyệt vời cho những anh chị nào mà muốn kiếm tiền một cách thụ động nha. Đây là em có để một cái phần link với anh chị đăng ký miễn phí, được thì ăn, không được thì ấy, mà em đã check qua rồi nha tất cả anh chị, kèo này chính xác 100% đã rút được tiền. Đăng ký miễn phí bỏ đó đi. Và anh chị nào đăng ký dưới cái đường link của em thì sẽ thông báo cho tất cả các anh chị nha, qua mail. Khi nào mà có KYC hay là khi nào có KYC hay là rút tiền gì kia, rút tiền á. Đây thì em sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn anh chị coi những ai mà đã đăng ký với đường link của mình nghe. Nè, đây là anh chị lưu ý nè. Thu nhập tiềm năng hiện tại của tôi nè, 11.677 USD nè, anh chị nhắm vào xem chi tiết nè. Đó. Đó, anh chị thấy không, lướt xuống thấy không. Đây thì chừng nữa em sẽ gửi mail cho những người này nè anh chị.
khi nào có cây washi em sẽ gửi mail cho những bạn này đang báo thông tin cho họ. Vậy video em kết thúc nha. Mọi thắc mắc gì không hiểu anh chị cứ để lại comment bên dưới, em sẽ trả lời và chờ tất cả anh chị. Vậy video em kết thúc nhanh đi, anh chị nhớ like và subscribe đăng ký kênh để cập nhật những video cũng như là rút tiền hay là việc cây washi gì đấy. Em cũng cảm ơn tất cả các bạn đã cùng em trong những thời gian qua nha. Chào tạm biệt các bạn nha.